Thưa quý vị, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách quốc tế đến nước ta đang tăng lên tích cực. Các thị trường khách tăng đều là những nước trong danh sách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực, với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch vẫn còn nhiều dư địa để vượt xa mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Theo tính toán của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, với tình hình khả quan như hiện nay, Việt Nam có thể nâng mục tiêu ít nhất đón 10 đến 12 triệu lượt khách trong năm 2023, mức tăng tương ứng với các nước trong khu vực. Sự tháo gỡ về cơ chế chính sách visa ấy, nó có thể giúp cho ngành du lịch và cùng với đó là ngành hàng không ấy có thể sớm vượt qua được những khó khăn hiện nay về mặt tài chính, giúp cho thị trường du lịch có thể tăng trưởng mạnh hơn. Tại thành phố Đà Nẵng, các đơn vị du lịch lữ hành lưu trú đều có sự chuẩn bị từ sớm cho sự trở lại mạnh mẽ của các thị trường khách quốc tế. Khách sạn của chúng tôi hiện tại là có nhiều khách đa quốc tịch, cho nên việc cập nhật và phát triển sản phẩm thì phải luôn liên tục, luôn cải thiện và tăng cường chất lượng dịch vụ để đáp ứng với các thị phần khách khác nhau. Theo các chuyên gia, chính sách visa mới có thể giúp tăng thêm lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ 10 đến 25% mỗi năm. Tuy nhiên, chính sách thị thực mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để các điểm đến nâng cao sức cạnh tranh, tạo sức hút mạnh mẽ đối với những thị trường khách quốc tế là phải có những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, gia tăng tính trải nghiệm. Đây cũng là vấn đề được ngành du lịch Đà Nẵng quan tâm. Phải khai thác hiệu quả tối đa cái hệ thống tài nguyên du lịch và các địa phương trong cái nhóm liên kết, hình thành cái hệ sinh thái sản phẩm đa dạng nhất. Thứ hai đó là chúng ta phải có một cái chính sách xúc tiến mạnh mẽ vào các thị trường chính, sử dụng mọi nguồn lực, kể cả nguồn lực xã hội. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung cho công tác quảng bá thu hút khách quốc tế trong những tháng cuối năm. Ngành du lịch Đà Nẵng xác định các thị trường có ưu thế về đường bay trực tiếp để tập trung quảng bá vào thời điểm này là Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, các quốc gia Đông Nam Á, cũng như triển khai thu hút các phân khúc thị trường mục tiêu, đồng thời tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động của ngành du lịch.